nói nghe nha. Thì Tiến cũng sẽ xin phép nghe nha. Tại vì khu vực này nói chung là mình quay lên là chắc chắn sẽ có nhiều anh em biết lắm nghe cái nhà. Tại vì cái đợt giai đoạn ra nó hơi khó đó nha. Thời gian mẹ ra nó hơi chu ăn chút xíu. Rồi, cái nhân đồng hành với mình nghe. Rồi, hôm nay Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Tiến cũng tiếp tục xong cả nhà ơi. Thì bữa nay Tiến qua ở bên Chí Cường TV nha cả nhà. Đi khu vực mới nha cả nhà. Thì anh em tới đây vừa phát hiện một cái tổ ong đóng trong cái khu mộ nha cả nhà, khu mộ có cây me cả nhà. Nói chung là cây này cũng ít anh em nào dám bắt lắm cả nhà. Thì cây này nói chung nó hơi linh thiêng cả nhà. Nên là Tiến đi vô hồi Tiến bắt Tiến quay xin phép các cô dì chú bác quốc mặt mẹ ở đây nha. Thì để mình quay của ông cho cái nhà xem nha. Nè cái nhà thấy ngay tay mình chỉ nè, đóng lút đọt ngay chỗ vàng vàng đó cái nhà thấy không? Nó ngay ngón tay mình chỉ đó. Thì cái tổ ong này nó đóng hơi xa cạnh nha cái nhà. Nên đúng rồi, nhưng mà Tiến cũng cũng sẽ xin phép đây là cái khu vực này là linh thiêng cái nhà. Nè, cái nhà nhìn hai cái mộ con rùa rất là sắc sảo nha cả nhà. Thì Tiến cũng sẽ xin phép nha cả nhà. Tại vì khu vực này nói chung là mình quay lên là chắc chắn sẽ có nhiều anh em biết lắm nha cả nhà. Tại vì khu vực này là nó quá quen thuộc và nó quá nổi tiếng rồi. Xưa nó cũng đóng cây me này đó cả nhà. Ở đây nó có hai cây me cổ nha. Cây me thì cũng chung là cái nhánh này nó hơi đóng ra ngoài cả nhà thấy không? Ngay ngón tay mình chỉ nè. Ông nè. Để mình lên mình nghiên cứu cả nhà. Chứ cái nhánh này chưa chắc mình ra được nha. Cái khả năng của mình là mình biết nha. Cái bụng phệ của mình cái bụng phệ cái nhà cũng biết mà, bụng như cái bàn đó ra dướng dướng đó không biết giống gà không nữa nè. Tại vì mình từ đó đến giờ là mình ngán leo cái mấy cái cây mà nhánh nó hơi ra ngoài đó cả nhà. Tại vì mình mập á cả nhà. Nè, ngay cái tay mình chỉ nè. Nam đi cùng Chí Cường TV nghe cả nhà. Chào cả nhà cái anh Khống. Anh ngồi góc anh làm đuốc nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Làm đuốc cho Tiến lên bắt cả nhà ơi, Cường leo lên luôn. Trời, Cường này tại vì cả nhà. Tại vì Cường leo lên luôn á cả nhà. Tại vì nếu mà Tiến bắt được thì Tiến sẽ ra bắt nha. Còn nếu mà Tiến bắt không được thì Tiến cũng sẽ hỗ trợ buộc dây cho anh Cường ra nha cả nhà. Cho Cường Khống ra nha. Rồi mình buộc dây hướng trên hoặc là mình ra, mình buộc dây nếu mình thấy nhắm nhánh bự là mình ra nha cả nhà. Mình không có nạnh ra cái chuyện này, nếu mình làm được mình sẽ làm. Và cây này về tương đối là dễ leo thôi, cả nhà nhìn nè. Đó, nhánh không à, tương đối dễ leo nhưng mà có một cái là cái đợt giai đoạn ra nó hơi khó cả nhà. Thấy tự ăn mẹ ra nó hơi chua ăn chút xíu. Rồi, cái nhà đồng hành với mình nghe. Rồi chuẩn bị đồ xong sẽ lên bắt cái nhà. Đẹp đó gọi phải không? Rồi lên bắt cái nhà ơi. Bơm luôn vậy. Bơm nào. Nè nào lên dây tôi. Lên dây tôi nào, lên dây tôi nào. Bơm lên cực lắm. Bơm thì được có nó cực. Tôi bay lên cái tới bông luôn. Phải không? Ừ. Đồ như phim. Lên đầu xuống luôn anh nội. Đem dây hổ hộ lên cái nhà. Chung lên cái nhánh này nó hơi khó gian chút. Gì? Từ từ. Phòng đâu? Lên trên cái nhà. Ồ cái nhánh tuốt ngoài ông nội ơi. Nhánh này lúc ngoài vậy. Trời ơi, khỉ gì. Được chưa? Gì? Ông lên chứ lên đi, tôi lên từ từ tới bao chút đi. Rồi anh mình diễn cái đi. Ông lên không thì khỏi khói cũng được, nói chuyện cho ngại. Nói gì nữa, nói. Cây có con gì nè đâu.
ổ ong nhìn như người ta cắt rồi nhưng mà cắt chưa nha. Chưa nữa hả? Ôi mẹ ơi. Phì không tiếc. Ôi không phì hùng, tôi thấy nó chút xuống quá, ấn quá. Trời ơi, khó dữ vậy, trời chết chết chết. Gặp hỏi. Anh không nghiên cứu rồi sao? Này không thấy sao? Ra cũng buộc dây giống như khơi ra nè. Ghê lắm á. Không chịu ra thì tôi buộc dây. Đúng không? Gì? Mình động lên trên cái nữa, tôi coi cái nữa. Thì đó đứng dưới coi gì được rồi. Sao? Ở đây thì tôi muốn ra rồi đó, phải lên nghiên cứu cái nữa, cái nhánh gì nó ngộ vậy đây. Nhánh gì nó đưa lúc trên đó gì vậy? Rồi cái nào là cái chót của nó? Nó chót cái này. Nè, rớt mặt tôi nữa. Trời ơi trời, nó đốt tôi nội. Không đốt, đốt luôn cả nhà ơi. Ôi tiếng ơi, tiếng ơi, tiếng bắt được tiếng ơi. Gì? Đứng đây nè, ra đây nè. Sao? Giờ đó đứng chồm lên nè. Chồm tới con khỉ. Ông cao vô ông. Bậy giờ tới không? Tới không? Tới. Nè, đi ra đi. Mày không cầm nước. Sao không? Ông mới bậy á. Quay tối ông cho cái nhà xem cái đi. Đứng đứng mình. Rồi đúng rồi đó. Không tới thôi chứ. Tới vô phòng ông đứng tới vòng luôn kêu nước lên nữa. Đứng đây. Đây nè, kêu đường đút. Quay tối ông cho cái nhà xem cái đi. Từ từ cái nhà. Cái ông dây đâu đây? Cầm theo chơi vậy. Để tập tiêu vậy. Quay cái vòng cái nhà xem cái nha. Ông lên thấy con bự quá nè nha. Cắm vô cái này. Ở cái vụ này nữa. Chưa dân đánh đồng mại không? Rồi đưa vô lại. Quất mũi rồi. Để đó, đưa vô lại. Rỡ ra cái, đau quá. Đừng, từ. Ép vô. Ép vô miếng nữa. Đưa vô giật ra liền. Ôi của ông kìa. Ôi. Hỏi lên rồi đó. Mặt thấy cũng phì đó tí. Chưa biết sao nữa. Để mình bẻ ra. Chích lên chút nha. Đừng leo con nội. Không leo lên làm gì không? Ý dạ. Quýnh hả? Quýnh không quýnh chạy. Ui da đánh cái mặt. Đưa cái đốt tôi tiếng ơi. Gì? Đưa cái đốt tôi đứng trên khói nè. Đây, đây, rồi quay đi. Rồi ông nghiên cứu đi. Ra quýnh chạy ra lại đi, ra nhìn cho. Chợ bên đây nó quýnh tôi nè. Ông phải đưa khói bên đây nghe không? Cho nó táp khói cái đi. Đánh tôi xé tè tè tè. Ông nào ông đưa khói kiểu gì ông nào ơi. Chúng ta mà gom. Ủa ông mới đóng hả? Đóng non. Ủa da, chắc không đốt tôi nãy giờ hoài luôn anh không? Mặt phì dữ tiếng. Thấy anh phì, ấy vậy? Vậy? Đốt tôi vợ tôi vậy? Phải không? Hồi xỉu luôn. Rồi, ra đi. Từ. Không cái này sao ra được? Đi ra nữa. Ôi, mặt trà bá ông nội ơi. Bự không? Thấy chấm dồi kìa. Ra hả? Ừ. Bẻ không? Bẻ luôn, bẻ mới nhánh rồi. Ôi, mặt lý dữ tiếng. Bự không? Mặt trà bá. Bự không? Trời ơi, mặt trời ơi. Mặt khủng cả nhà ơi. Quýnh tôi dữ vậy. Hai thằng leo lên bụi kiếm ông quýnh hay gì mà. Chết gì. Gãy da. Rồi kìa me mà ông bẻ. Ông bẻ gãy tay rồi. Ê, đau quá. Trời ơi, gỡ ra quay cho anh em xem cái đi. Từ từ tôi biết chứ. Dạ, nghĩ héo giòn nha. Cái này chắc không có đường đứng. Đứng gì tôi bắt mà. Đừng quay cho nhà xem cái nhà. Tại vì nó hơi khó bắt nghe nha. Nhà thông cảm một tiếng nha. Gió quá trời bên đây. Thấy mà quýnh mặt mấy mũi nè. Mặt nó lít dữ luôn đi. Lít dữ hơn. Ồ cái bít nít bít dội trơn tiếng ơi. Ở nhà nhìn nè. Mặt mình ở nhà. Không bò gì hết tóc. Tôi quay cho cái nhà xem. Ừ cái nhà nên khống con bò ra tới ngoài. Đây nè. Đây quên bò. Kia. Bò cái kia tới ngoài đây luôn rồi cái nhà này cầm đúng rồi. Từ ông cầm nó nha. Rồi. Tại vì tiếng nó hơi cồng kềnh đó nha, hai anh em leo lên luôn. Ây da. Ờ trời.
lớn bắt luôn chưa rồi. Hay cái nhà ơi. Mặt nó nè. Tiếng đưa đứt tôi cái tiếng ơi. Hả? Thấy không? Vậy vậy. Mặt quá đã luôn nha anh em. Bít vô hết trơn của ông này, của ông sắp trắng nữa. Mới đóng 20 ngày. Rồi nè, quay đi tôi cắt luôn cho tiếng rồi. Cắt luôn ha. Ừ. À, cái nhà. Để mình quay khống cắt cho nhà xem nè. Đưa bịch tôi tiếng. Đừng nhìn vậy nghe chết luôn. Kiểu nhau quá rồi. Cầm bịch đi. Cầm bịch tôi, cầm tôi cái bịch đi. Cầm cái thôi. À, cả nhà. Đây mình quay cho cái nhà cho anh xem anh khống bắt nha. Khống bò luôn lúc ngoài đó luôn, đây mình nới mình bắt được cả nhà. Cầm tôi cái tiếng cầm dao luôn. Nữa hả? Ra ngoài đi, sao tôi quay ông nội. Một giây cái mà được. Thấy không? Ừ. Cái nhánh gì mà sao tôi giống gà, nó bự thiệt cả nhà, nhưng mà thấy ấn lắm cả nhà ơi. Nó hơi hiu nha. Má tôi đứng dưới tôi cắt luôn được rồi, ông khống ơi. Một đốt khói đâu ông nội, quýnh đít tôi nè. Trời ơi, chết tôi rồi nha. Ê à, ơi, mắt rồi bỏ rồi, đi vô đốt chảo nè. Quýnh đít mình bịt luôn nè. Quýnh như cái chảo. Chè cái đít. Thốn. Mặt cái nhà thấy không? Ô ông này nói chung thì đóng cũng 20 ngày nay cái nhà. Mặt cũng im lắm rồi cái nhà. Này cả lít gửi hơn nha. Cái cả lít gửi gần 2 lít được cái nhà. Tại mặt cũng bự lắm. Khống nhảy mà làm gì vậy khống? Dây hả? Cái dây rồi. Cái dây. Sao? Từ tôi nghiên cứu rồi. Ông đưa khói tôi đi. Khói quá trời nó quýnh cái đít tôi bữa nãy giờ bệt. Thì cái món này tôi cắt cho ông bước vào đại đi. Ấy. Nãy giờ hoài luôn trời. Chơi nha. Nãy giờ đạp tay tà le cho cả nhà. Cầm một gọi gì ai cầm, tôi cầm tôi ra. Đây. Rồi. Nè, tự bò ra đường đó đó. Trời ơi, nghe đại đi. Ừ đúng rồi. Không được Cường ơi. Được không? Không được, nó dướng cây này tôi ra, tôi đứng không được á. Không? Không được. Nè, okay. Tôi đứng vậy tôi cắt được nè. Ừ, ra biết không? Không. Đó. Ừ. Mà tôi không thấy hỗ trợ nha. Ừ. Đây, cầm, bây giờ, cầm một đi. Đừng cắt cái nhà. Nó rớt cái bọc nha. Anh thủ đi hồi hết thay khói hai thằng bệnh luôn. Dám lắm mà. Không không qua luôn. Đã dữ à. Ừ, mặt đã. Bọc cho khéo đi. Dũng dưỡng tổ luôn ha. Ừ. Rớt luôn vậy. Trời ơi. Nói chung cái thế hơi khó bắt cái nhà thông cảm tí nha. Ra tới đây được rồi mà không dám bò ra nữa đó. Rồi xuyên xương thôi. Rồi tôi gọc đi dao đi gọc bên đây cái nó lụm mà. Cầm. Hai thằng cầm. Wow. Nhiều đó. Ở nhà xem là hai ngày này gì. Câu thời gian dữ mày. Cây nó cũng tương đối khó á. Nãy giờ anh khóc anh đốt lửa mình nè. Cộng thêm đạp giò nữa cái nhà. Khéo lắm à. Khéo à. Cũng không có tiền hết được rồi. Thôi để tôi bẻ luôn cho rồi. Anh chảy không? Chảy lắm chứ này. Không được Cường ơi. Tôi giới không tới. Tôi đào. Hồi hết khó rớt giờ ông nhúng hồi rớt bệt chờ. Xỉu đi luôn nha. Tức á, tự nhiên nó dưới cái nhánh này cả nhà. Ra không được nữa. Ai gói buộc cái bọc ghê vậy ta. Kéo vậy. Để me đó. Bẻ me tao gặp tới đó hả? Chết gì cái ông anh bẻ me. Anh em mình cũng quằn quại với ông mày lắm á. Cái nhánh nó khó ra cả nhà, cái gì dướng dây cây lum hạ nó chống trơn dễ ăn hơn á. Bởi vậy. Cái gì nó khó ăn quá. Dướng gì nhất
Không, nãy giờ ra chưa được nữa. Chạy ai chạy đốt mình nãy giờ mấy lần rồi chạy ơi. Đưa đưa cái thang vô mặt hoài. Tắt gọi luôn rồi kìa. Đây. Ông bây giờ rồi, ông cầm cái đuốc nè. Bịch tôi. Này. Ê, từ từ. Tôi phải dính mới được. Rồi. Khỏi khỏi đuốc lên đi. Hút lại trơn luôn còn gì nữa. Hai 2% luôn. Hai thằng quần. Quay không thấy tôi quay ngay chưa? Mặt thầy Cường nhìn mặt thầy lư không anh em? Từ từ tôi gỡ cái nón ra quay đằng hoàng cái nhà xem. Tôi quay cái nhà không thấy nhà chữ hàng này là tù lao thấy thấy gì chưa? Rồi cắt nha cả nhà. Không cắt nha cả nhà. Con dữ vậy tiếng. Buổi con nè. Hai thằng nó giờ qua đây quần nó dành nửa tiếng hộ. Có à. Nửa tiếng luôn chứ nữa không tôi có. Mất nửa tiếng hộ thiệt. Mặt này có lít dữ 2 lít á. Bự lắm nha. Không phì mà có mặt ha. Rớt rồi đó. Rồi không dính lại mép mép đi. Mặt cái đỏ dữ trời. Ồ rớt rồi. Ôi ôi nặng dữ gì. Lít dữ hơn lít tiếng ơi. Hơi dữ phải không? Ừ bự lắm. Bự mà tôi nói bự không có nhỏ đâu. Quá đã rồi, thôi đi vô. Từ 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 từ. Khoan nha. Để tôi đổi cái nón lên cái. Để cho không vô cái đi. Mày nè cái nha. Ê, thấy gì đâu rồi cả nhà. Lít dữ. Đôi 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 đầu. Quay hơi lắc anh em không còn cảm nha. Tại vì ông này xử lý hơi lâu. Ông này hơi khó lấy cả nhà. Trời mặt quá đã cả nhà. Vô 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 vô. Được tiếng ơi. Cảm bỏ luôn. Ôi mặt cái gì hết. Ôi giờ mặt ta lít dữ hơn nè. Thấy nó lít xẹp ở dưới nhìn bánh tráng. Cái cam thôi cái cúp luôn. Ê, ông xuống trước đi. Vậy. Thằng xuống trước cái giờ dính xíu cái nặng hơn đây vậy. Hai chân tôi bật lên nhọn tắt hay vậy. Tắt nào tắt. Rồi mình. Mở cái không tắt không tắt bấm vài cái. Nãy giờ quay giá nó tắt rồi nha. 7 phút. Xuống đi. Ông xuống trước đi tụi. Xuống chị. Ở đây luôn cái gì? Ở đây luôn á. Mới làm mũi luôn ông nội. Ông một dây vậy nè. Có. Mày nằm đi luôn hay gì ông nội xuống đi. Xuống chị. Để cho xuống chị. Hồi nó lại nó cho ông xuống chị nè. Nói lộn sáng sáng này khói đầu hết rồi. Khói hả? À? Tôi hút vô hết rồi. Phải không? Chết luôn rồi. Đấy. Nằm như con ếch nằm đây nha. Ờ ngắt. Không nhiều dính dính ngắt này. Ấy, gạt giò nó gõ gàng. Rồi dây đâu? Xuống nha. Được bốc bốc. Cái này có thụ nữa nha. Này sao xuống anh không? Đi đứt không nội. Thành quả này cả nhà. Có một ít. Có một ít xíu à. Cục mặt này hơn lít rưỡi nha cả nhà, nhưng mà cỡ từng lít rưỡi thôi, tính lít rưỡi thôi. Tính giữ gọn gàng thôi. Ủa, nó hút lại ông ơi. Hồi nãy giờ hai anh hay làm cả sàn 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 đó thôi này cái 2 lít rồi. Trời ơi cục mặt nó đỏ chạch luôn nha anh em. Cả bá luôn cả nhà. Đó thì cô dì chú bác nào có nhu cầu mua mặt thì cứ liên hệ cho Tiến nha. À cả nhà có ai có nhu cầu mua mặt ông thì liên hệ cho Tiến nha, số điện thoại Tiến là 0799 835605 cả nhà. Chiếc Cường TV luôn cả nhà. Đọc chiếc số điện thoại luôn. Số điện thoại hả? Ừ. Thôi đọc số điện thoại tôi đâu có xài điện thoại. Đủ. Đâu là không xài điện thoại nữa. Không. Rồi bây giờ thì nói chung bị ổ này hai anh em lằng quằng cũng khá là dài cả nhà. Nên là Tiến cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà xem hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tiến nha cả nhà. Để theo dõi chặng đường tiếp theo của Tiến nha. Rồi Tiến xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau Tiến nha. Bye bye cả nhà. Anh em quằn quằn hoài mất thời gian cả nhà quá.